Chào các bạn đến với bản tin Giáp Vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2020. Giá vàng thế giới ngày hôm nay tiếp đà tăng của ngày hôm qua và trên ngưỡng 1.700 đô la trên một ounce. Tỷ giá đồng USD so với Việt Nam đồng tăng. Dù vậy, thị trường vàng trong nước vẫn diễn biến theo chiều tăng khá mạnh ở cả hai chiều. Mức tăng dao động từ 120.000 đến 200.000 đồng một lượng. Sau đây mời các bạn xem chi tiết bảng giá vàng của ngày hôm nay. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở Hà Nội mua vào 48 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 48 triệu 550 nghìn đồng một lượng, tăng 120 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng ở chiều bán ra. Ở thành phố Hồ Chí Minh niêm yết mua vào 48 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 48 triệu 600 nghìn đồng một lượng, tăng 150 nghìn đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại Đà Nẵng niêm yết mua vào 48 triệu 250 nghìn đồng một lượng, bán ra 48 triệu 600 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở Hà Nội chiều mua vào 48 triệu 170 nghìn đồng một lượng, chiều bán ra 48 triệu 570 nghìn đồng một lượng, tăng 170 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 150 nghìn đồng ở chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết mua vào 48 triệu 170 nghìn đồng một lượng, bán ra 48 triệu 550 nghìn đồng một lượng, tăng 170 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 150 nghìn đồng ở chiều bán ra. Tại Đà Nẵng niêm yết mua vào 48 triệu 170 nghìn đồng một lượng, bán ra 48 triệu 570 nghìn đồng một lượng, tăng 170 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 150 nghìn đồng ở chiều bán ra. Công ty vàng BNG niêm yết giá vàng miếng ở cả 3 thị trường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ở Đà Nẵng cùng chung một mức giá. Cụ thể, chiều mua vào 48 triệu 320 nghìn đồng một lượng, chiều bán ra 48 triệu 640 nghìn đồng một lượng, tăng 170 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 190 nghìn đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại Hà Nội mua vào 46 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 47 triệu 330 nghìn đồng một lượng, giữ nguyên giá cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng IGC niêm yết ở Hà Nội chiều mua vào 48 triệu 280 nghìn đồng một lượng, chiều bán ra 48 triệu 580 nghìn đồng một lượng, tăng 130 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 180 nghìn đồng ở chiều bán ra. Tại thị trường Cà Mau thì Hội Mỹ nghệ Kim Hoàn Cà Mau công bố lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng miếng SJC mua vào 4 triệu 832 nghìn đồng một chỉ, bán ra 4 triệu 871 nghìn đồng một chỉ, tăng 22 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 24 nghìn đồng ở chiều bán ra. Giá vàng 24K mua vào 4 triệu 650 nghìn đồng một chỉ, bán ra 4 triệu 710 nghìn đồng một chỉ, cùng tăng 50 nghìn đồng một chỉ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng 98% mua vào 4 triệu 550 nghìn đồng một chỉ, bán ra 4 triệu 670 nghìn đồng một chỉ, tăng 50 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 70 nghìn đồng một chỉ ở chiều bán ra. Giá vàng nữ trang 18K loại 75% mua vào 3 triệu 380 nghìn đồng một chỉ, bán ra 3 triệu 660 nghìn đồng một chỉ, tăng 30 nghìn đồng một chỉ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Về tình hình giá vàng của thế giới, giá vàng của thế giới ngày hôm nay tiếp đà tăng. Tính tới 8 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.735 đô la trên một ounce. Giá vàng giao tháng 6 năm 2020 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.743 đô la trên một ounce. Vào đêm 14 tháng 5, giá vàng thế giới giao ngay 1.722 đô la trên một ounce. Giá vàng giao tháng 6 là 1.724 đô la trên một ounce. Giá vàng ngày hôm nay cao hơn 34,2%, tương đương 439 đô la trên một ounce so với đầu năm 2019.
Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47 triệu 700 nghìn đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 800 nghìn đồng một lượng so với vàng ở trong nước. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh bất chấp đồng USD hồi phục. Các thị trường chứng khoán thế giới chào đảo sau phát biểu của chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Nước Mỹ tiếp tục chứng kiến số người thất nghiệp tăng cao. Vàng tăng giá mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết thêm gần 3 triệu người Mỹ mất việc trong tuần qua, nâng tổng số người mất việc lên con số 36 triệu kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Con số người thất nghiệp tuần qua cao hơn so với dự báo là 2,5 triệu trước đó. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 15 tháng 5 năm 2020 như sau. 1 USD bằng 23.263 Việt Nam đồng. Đến đây bản tin giá vàng của kênh Net Media CCTV xin được khép lại. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở bản tin vào ngày mai.